Hello mấy chị ha, Điệp đây mấy chị ơi. Hôm nay Điệp quay cho mấy chị mẫu mới đây nha mấy chị. Thấy Điệp xuất hiện là có mẫu mới nha mấy chị. Thì Điệp cảm ơn mấy chị đã quan tâm, đã chia sẻ, đã đóng góp ý kiến cho Điệp ha. Chị nào chưa đăng ký kênh cho Điệp nha mấy chị. Chấm cho Điệp cái nút like nha. Mấy chị không biết đăng ký kênh thì mấy chị chỉ cần chấm cho Điệp cái nút like, cái nút thích ngón tay quay lên này là được rồi. Mấy chị nhìn phía dưới video có ngón tay quay lên, mấy chị chấm vào đó giùm em là được rồi. Là video mới em quay là sẽ bên YouTube nó sẽ báo cho mấy chị nha. Để mấy chị nói chị xem qua rồi không biết chị tìm em ở đâu hết trơn á. Hay hoặc là mấy chị cứ lên là đánh vào Ngọc Điệp đồ bộ mới nhất ha, là nó sẽ hiện lên ha. Ngọc Điệp đồ bộ mai sẵn mới nhất là sẽ hiện lên video mới ha. Thì hôm nay Điệp quay cho mấy chị xem cái mẫu mới nha mấy chị. Cái này là shop Nhật ha mấy chị. Shop Nhật cái này là hiện nay thì rất là thịnh hành ha mấy chị. Shop Nhật nhưng mà cái loại này là cái loại tốt nha mấy chị. Vải bên em thì mấy chị biết rồi, nhận là chắc vải là ok ha. À, cái này là xốp dày dặn ha, cái nếp nhăn của nó rất là nhiều chứ không phải là cái xốp mà cái nếp của nó lì phẳng nha mấy chị. Thế này là tay dúng ha, tay dúng phòng ha, cái này là dúng ở dưới dúng lên, nhưng mà lúc nào đồ bên này là cũng là có cái tay dài dài vậy nha mấy chị, cho nên là rất là dễ mặc luôn ha, dễ mặc lắm. Rồi cái này là cổ vuông tim có cái nơ lớn nha, mấy chị gọi giùm em là xốp Nhật vuông tim có cái nơ lớn, là cái nơ lớn qua tới bên đây luôn nè mấy chị đó. Ở đây mình nhíu lại là thành một cái nơ ha, cổ vuông tim có nơ lớn, mấy chị gọi giùm em cái đó nha. Cái này bên xốp Nhật dưới hoặc là bên đồ màu hay là Solen hay gì, miễn là bên đồ màu đó là 120.000 một bộ ha. Bên 120 có mẫu may sơ nhà thì khác nha mấy chị. Còn mấy chị nhớ giùm em, mấy chị nhớ nói giùm em à, Điệp ơi, cái mẫu shop Nhật có nơ lớn cổ vuông tim giá 120.000 thì dường như là shop Nhật thì cái nào cũng là giá 120.000, nhưng mấy chị nhớ giùm em là cái mẫu để mấy chị nói em lấy đồ cho nó đúng nha mấy chị. Cái này là cổ vuông tim có nơ lớn, cái này là màu bơ nha mấy chị, màu xanh bơ, 120.000 hai bộ em bao ship. Và cái này là cổ rất là gọn nha mấy chị, cổ rất là keo, là gọn luôn nè, cái gì thấy không, sát cổ luôn, sát cổ luôn, rất là gọn luôn. 120.000 ha, 120.000 hai bộ là 240.000 là em bao ship rồi. Cái này là em có là size 234 thì từ 45 kg cho tới là 63-64. Chị nào cao thì mặc 65 là vừa nha, còn nếu mà mấy chị mà không hết 50 là mặc 65 không có vừa nha mấy chị, mặc 65 kg mà không có vừa. 1m50 với mấy chị mà có bụng á, có tuổi rồi cho nên là ai cũng có bụng cho nên là mặc không có vừa ha. Thì mấy chị thông cảm giùm em, đợi mấy cái đợt sau, nếu chị nào mà tầm 65 1m50 thì đợi thông cảm em, đợi mấy đợt sau em sẽ cắt ra số 5 ha. Còn hiện tại là em chỉ có 234 thôi, là 120.000. Màu này là màu bơ nha mấy chị, mấy chị gọi cho em màu bơ. Cái này là quần ống túm nha mấy chị, quần ống túm nha, đây quần ống túm sát chân nha, chứ không phải là quần ống động nha mấy chị, quần ống túm. Rồi cái shop Nhật là quần ống túm hết. Cái này là màu bơ, màu bơ thì có là 234 nha. Đây dán đồ bên em thì rất là đẹp nha mấy chị, dán đồ bên em thì lúc nào cũng có ben, có ra dán hết, rất là đẹp luôn. Rồi 120.000 hai bộ em bao ship. Cái này là màu xanh bơ. Rồi cái màu thứ hai, là cái màu này em mỏng dài, là em cắt lại cái màu này là cái màu hồng ha, cái màu hồng ruốc. Cái màu hồng ruốc này là cổ vuông nha mấy chị, nói giùm em là hồng ruốc cổ vuông có miếng dúng xuôi nha. Cái này dúng xuôi theo cổ mấy chị, ở trên dúng xuống nha, cổ vuông có miếng dúng xuôi. Cái này là tay dúng ha, tay dúng trên đầu dây thôi, tay dúng đổ trên đầu dây thôi, không có dúng dưới. Còn trong, còn em mặc đó là dúng phía dưới nha mấy chị. Rồi cổ vuông, cổ vuông dúng xuôi màu hầm rút. Cái này thì dúng xuôi này là có màu này nha mấy chị, còn mấy cái màu kia nữa, nhưng mà bây giờ nó lỡ xay một chút em sẽ quay cho mấy chị xem mấy cái đồ lỡ xay nha. Mấy chị xem hết video giùm em nha, mấy cái đồ nào lỡ xay, mẫu nào em còn em sẽ quay lại tiếp cho mấy chị xem nha. Rồi cái này là màu hầm rút cổ vuông cũng số 234 luôn. Rồi cái màu tiếp theo này là cái màu đen ha, cái màu đen có nơ to, có nơ to cũng 234, cổ dúng tay dúng y như là cái kiểu bận trong người nha mấy chị.
Đây có nơ to màu đen, có nơ to cũng là 2, 3, 4 luôn. Tất cả đều là ống túm nha. Xốp Nhật màu đen có nơ to đây. Và một màu nữa, xốp Nhật còn một màu nữa là đợt này ba cái màu mới, ba màu mới một kiểu ba màu là màu đỏ đô ha. Màu đỏ đô, màu đen. Rồi mấy chị chụp lại màn hình để mấy chị gửi qua cho em để mà em biết mẫu nha, để nhiều khi mấy chị cứ nói kiểu đó mà mấy chị diễn tả không có đúng rồi cái em không có biết được em gửi. Với một phần nữa là nhiều chị không có Zalo rồi hình ra không có nhìn trực tiếp được cái đồ đó có phải hay không, cho nên là mấy chị nhớ nói đúng giùm em cái kiểu và cái giá tiền và cái màu ha. Thì cái này gọi nó là xốp Nhật có nơ lớn giùm em ha, màu đỏ đô, màu đen và màu em bạn trong người á là màu xanh bơ nha. Rồi ba màu này là mẫu mới có nơ lớn, cái này á là nơ lớn nằm rời lên trên giống chị đây. Đây một cái thân rời rồi em làm một cái miếng miếng nơ rời ở ngoài để đắp lên trên thế này. Để nhìn cho nó có kiểu tạo kiểu rất là đẹp với mấy chị, này là cổ vừa vặn luôn, rất là đẹp luôn. Màu đỏ đô, màu xanh bơ và màu đen ba kiểu có nơ lớn xốp Nhật ha. 120.000 hai bộ em bao ship 2 3 4 từ 45 tới 65 kg là vừa ha. 65 là phải cao nha. 65 là phải 1m6, còn nếu mà cao 1m5 là phải 62 nha. Rồi. Cái đó là mẫu về cái mẫu xốp Nhật của em. Rồi còn cái mấy cái mẫu này thì cũng là cái xốp Nhật nữa mà hôm đó em quay gọi, hôm nay em quay lại. Thì cái xốp Nhật này á là mấy chị gọi cho em á là cổ vuông hạt chuỗi ha. Cổ vuông hạt chuỗi, tại vì cái này là cái mẫu của hôm em bán rồi, em còn lại. Cổ vuông hạt chuỗi này là màu đen, em còn số 3 nha. Chị nào ưng cái mẫu này thì gọi cho em và cỡ em chỉ còn số 3 thôi nha. Chị nào nằm trong số 3 thì hãy gọi cho em nha. Tại em không có còn số 2 hoặc số 4. Số 2 hoặc số 4 thì chị lấy cái kiểu mà nơ lớn này giùm em nha, là có số 2 với số 4. Còn màu còn cái hai kiểu này là chỉ có số 3 thôi. Rồi cái kiểu này là kiểu tiếp theo, cái này là cổ tim ha. Đó mấy chị nào mà thích cổ tim thì lấy cho em cổ tim nha, cổ tim tay dúng ha. Cổ tim tay dúng cũng chỉ có một màu đen mà cũng chỉ có số 3 mà thôi nha. Chị nào tầm số 3 thì gọi cho em nha. Số 3 là tầm 52 cho tới 58 kg nha mấy chị. Chị nào mà cao 1m6 thì mới được 59 kg, 60 kg nha. Chứ thường là 57, 58 là hết ga nha mấy chị. 57, 58 là mặt số 3. Rồi cổ tim màu đen, cổ tim tay vúng này số 3 luôn. Hai cái mẫu màu đen này là chỉ có số 3 thôi. Rồi cái mẫu tiếp theo của em là cái này là cổ vuông. Cổ vuông tay dúng màu đỏ đỏ đô, cái này là còn số 2 với số 3 ha. Chị nào thích cái cổ vuông tay dúng màu đỏ đỏ đô này là nói cho em, cổ vuông tay dúng màu đỏ đô không nơ nha. Không có nơ. Là còn cái này số 2 với số 3. Rồi, cái màu này là mẫu bữa hổm em bán rồi, màu này là cam đất nè mấy chị. Màu này cam đất là cũng là cổ vuông ha, cổ vuông nẹp dúng xuôi nha. Cái này là em chỉ còn số 2 thôi nha mấy chị. Chị nào ưng cái màu này số 2 thì gọi cho em nha. Rồi. Nẹp dúng xuôi cổ vuông số 2. Rồi tiếp theo cái này á là cái mẫu mới của cái đợt này thun AT, mẫu mới ống túm nha mấy chị. Này là em bán 80.000 ba bộ em bao ship. Ba bộ em bao ship, cái này là cổ tròn tay dúng ha. Mấy chị nhìn giùm em nè. Cổ tròn tay dúng, mà tay dúng này tay dúng dài chứ không phải tay dúng ngắn như mấy chị đây. Tay dúng cổ tròn tay dúng ở trên xuống. Cổ tròn tay dúng chứ không có kiểu cỡ gì nữa hết. Kiểu cổ tròn tay dúng và ống nhỏ nha. Mấy chị nào ưng cái mẫu này thì gọi cho em. Nói là AT sọc vuông ha. AT sọc vuông 80.000 một bộ, ba bộ em bao ship. Cái này là em có 6 màu. Rồi, màu đỏ, AT sọc vuông màu đỏ. Rồi, AT sọc vuông màu xanh ngọc. Rồi, 80.000 tay dúng sọc vuông màu xanh ngọc. Đây, cái này là AT sọc vuông cổ tròn tay dúng màu cam nha, ống túm nha. Tay dúng màu cam, ống túm. Rồi, cái này là AT sọc vuông, cái này là màu bơ nha mấy chị. Mấy chị gọi cho em này là AT sọc vuông cổ tròn tay dúng màu bơ.
chị. Màu đỏ, cổ tròn, tay dúng màu đỏ luôn. Rồi, cái này là màu vàng luôn. Tất cả là em có 6 màu nha. Màu vàng nè. Rồi, màu cam nè, mấy chị nhìn lại giùm em. Rồi, màu xanh nè. Rồi, màu trắng nè. Và hai màu em treo ở trên đó là màu bơ và màu đỏ nha. Màu bơ và màu đỏ, chị nào ưng mấy cái màu này á thì gọi cho em. Cái này á thì là đơn giản nhất, chỉ có cổ tròn tay dúng mà thôi, không có kiểu cọ gì nhiều. Chị nào thích mấy cái mẫu đơn giản như vậy thì gọi cho em nha. 80.000 một bộ, 3 bộ là em bao ship nha chị. Rồi thì tiếp theo thì em quay tiếp mấy cái mẫu đồ mà em còn rớt xay ha. Cái mẫu đồ mà em còn rớt xay hay là những cái nào mà em còn đủ xay thì em cũng nói mấy chị theo dõi giùm em nha. Để mà mấy chị biết cái mẫu nào em còn rồi bông nào em còn nha. Để mấy chị mà xem những video lâu rồi không biết cái đồ nào còn, đồ nào hết. Đây, cái mẫu này thì em mới vừa bán mấy hôm nay ha. Cái cổ này là cổ vuông tim, có cái nẹp đen ở phía trước ha. Rồi tay cũng dúng ghép đen luôn. Rồi tay dúng ghép đen, cổ cũng ghép đen ở phía trước luôn. Mẫu này là của cái mẫu beo đá lúc trước nè. Nó mà còn lại nè, cái này là em cũng còn là 2, 3, 4 nha mấy chị. Này là chữ B ha. Chữ B mấy chị gọi cho em là ghép đen, cổ ghép đen, tay ghép đen, vuông tim. Vuông tim có 3 cái hạt nút trước nha. Mấy chị nhớ gọi cho em 3 hạt nút ở trước. Này là mẫu chữ B. 2, 3, 4 nha. 80.000 một bộ, 3 bộ em bao ship. Rồi cái mẫu kế tiếp theo này là em nói hồi đợt rồi ha, là cái này là lượng sóng ha. Cái này là lượng sóng màu đỏ nha mấy chị. Cổ vuông ghép đen, tay ghép đen, cổ ghép đen luôn, lượng sóng màu đỏ. Rồi lượng sóng màu xanh nha. Lượng sóng màu đỏ, lượng sóng màu xanh. Cái này em cũng còn 2, 3, 4 nha. 80.000 một bộ, 3 bộ là em bao ship. Rồi màu đỏ, màu xanh, rồi em còn lượng sóng màu cam nữa mấy chị, mà nãy giờ em quên treo nữa. Rồi cái này là lượng sóng này là màu trắng nha mấy chị. Nó có cái sọc xuôi như là cái lượng sóng là mấy chị gọi cho em ha. Là lượng sóng màu trắng nha. Thì cái này là cũng là như vậy hết. Cổ vuông ghép đen, tay ghép đen, có 3 hạt nút. Mấy chị nói có 3 hạt nút là để mà phân biệt cái cổ vuông đợt này và đợt sau. Đó là lượng sóng màu trắng. Cái này hôm hổm là em cũng quay rồi, hôm nay em quay lại. Cũng còn đủ số nha mấy chị, đồ này đợt này nhiều cho nên là giờ vẫn còn. Cái này thì chờ neo nha mấy chị. Cái này là chữ chờ neo nè mấy chị thấy không? Rồi chờ neo, AT chờ neo luôn. Rồi cái mẫu này là cái mẫu vuông hồng ha. Chị nào thích cái màu mà hơi nhu nhu thì lấy cái mẫu này. Mẫu này thì nó không có sáng. Cái này là vuông hồng nha mấy chị. Vuông hồng, cổ vuông ghép đen, tay ghép đen luôn ha. Cái này gọi đó là vuông hồng, có 3 hạt nút đằng trước nha mấy chị, nhớ nói 3 hạt nút giùm em. Cái này là tam giác nâu ha, tam giác nâu giùm em. Rồi AT 80.000 một bộ, 3 bộ em bao ship, còn 2, 3, 4. Rồi tiếp theo thì mấy cái mẫu này là mấy cái mẫu mà em còn lại là số 2 không. Chị nào nằm ở trong cái khoản đồ này thì gọi cho em ha. Em chỉ còn số 2 thôi. Thì cái này cũng là 80.000 nha mấy chị. Tại vì nếu mà em giảm giá thì em không có bao ship thì mấy chị rất là khó. Rất là khó để chọn đồ, rồi rất là khó để gửi đồ. Thì em vẫn bán như thế đó. Này là em cũng vẫn còn bán 80.000 hết. Nhưng mà em bao ship cho mấy chị hết nha mấy chị. 3 bộ là em bao ship rồi. Rồi cái này là gọi là beo cổ vuông nè. Beo cổ vuông tim có viền dây kim tuyến nè mấy chị gọi cho em ha. Beo cổ vuông tim có viền dây kim tuyến nha. Cái này là số 2, 80.000 một bộ. Cái này còn lại là số 2 không nha mấy chị. Rồi cái này là cổ vuông luôn. Beo này là beo to, beo nãy là beo nhí nha mấy chị. Mấy chị gọi giùm em, cái này là beo nhí cổ vuông tim có viền dây kim tuyến. Cái này là beo to, tay rút có nơ nha. Cổ vuông tay rút có nơ cũng là số 2 nha mấy chị. Cái này là màu xanh. Rồi còn cái này là cũng là số 2 luôn. Ở này là số 3 chứ. Cái này số 3. Cái này là sọc vuông ha. Sọc vuông tay hai lớp nha mấy chị, gọi cho em sọc vuông tay hai lớp nha. Có viền đen đóng hạt chuỗi luôn. Cái này là số 3 màu cam nha mấy chị. Cái 3 màu cam. Rồi tiếp theo mấy cái mẫu này nói chung là còn tất cả đều là số 2 hết nha mấy chị.
còn là số 2 hết. Cái này là cổ vuông tai von dài lá đôi, mấy chị gọi cho em á là cổ vuông tai von dài lá đôi nè. Cái này là tai von nè mấy chị, mà nó hơi dài hơn mấy cái tai kia. Cổ vuông tai von dài lá đôi nha. Rồi cũng là 80.000, số 2 nha mấy chị, số 2 luôn nha. Cổ vuông tam giác nâu, cổ vuông tam giác nâu số 2. Rồi tai von dài đó. Rồi mấy cái mẫu này đều là tai von dài hết, năm mẫu này đều là tai von dài hết, số 2 hết. Rồi cái này là cái mẫu này rất là đẹp nha mấy chị, nhưng mà mấy chị chỉ còn số 2 thôi, chị nào nằm trong số 2 thì gọi cho em nha. Cổ vuông tai von dài, cổ vuông tai von dài, cái này nó có cái lằn dây xích, em gọi nó là dây xích nha mấy chị. Số 2 80.000. Cổ vuông tai von dài có dây xích 80.000. Rồi cái này cũng vậy, cái này là gọi nó là đồng tiền màu hồng dâu nha mấy chị. Cái này hôm đó em quay gọi mà bây giờ còn lại số 2 thôi. Rồi đồng tiền màu hồng dâu, đồng tiền màu trắng luôn ha. Cổ vuông tai von dài, đồng tiền màu trắng, đồng tiền màu hồng dâu. Rồi còn mấy cái mẫu này, mấy mẫu này thì hôm đó em cũng mới quay rồi, hôm nay em quay lại ha. Cái này là cổ vuông tim nha mấy chị. Mấy chị gọi cho em là cổ vuông tim có cái nẹp nè mấy chị, có cái nẹp vòng này ha. Cổ vuông tim có cái nẹp lá đôi, mấy chị gọi cho em là cổ vuông tim nẹp lá đôi nha. Rồi cái này là cổ vuông tim nẹp lập thể ha, là lập thể. Rồi cổ vuông tim này là bi nha mấy chị. Rồi cổ vuông tim có nẹp bi nâu. Rồi nhưng mà tất cả đều là em còn số 2 nha mấy chị. Có mấy cái mẫu này là còn số 3, số K3 còn 1 2 bộ gì đó là cái cổ có cái nẹp nè. Còn lại là mấy cái mẫu kia là số 2 hết. Rồi em đã quay những cái mẫu còn lại rồi. Mấy chị nào xem like, mấy chị chia sẻ cho em ha. Bấm cho em cái đăng ký kênh rồi mà bấm nút like ủng hộ cho em với mấy chị. Rồi mấy chị cho em những cái bình luận theo ý của mấy chị nha mấy chị. Thì có nhiều chị cũng bình luận rất là vui, cho nên là em cũng mong mấy cái bình luận của mấy chị lắm ha. Chị nào không biết bình luận thì bấm cho em nút thích là được rồi. Để mà em có mẫu mới quay lên thì mấy chị sẽ nhìn thấy em ha. Còn lại thì em thì cái số điện thoại của em trên màn hình cũng là số Zalo, mấy chị cứ gọi cho em ha. Chị nào không có mà Zalo thì nhập vô gọi, hoặc mấy chị cứ nhá máy cho em đi, là một hồi em sẽ gọi lại cho mấy chị nha. Rồi còn lại phần còn lại thì em là bán đồ cho xem đồ, cho thử đồ trước khi trả tiền cho shipper. Chị mấy chị cứ yên tâm nhận đồ, mở hàng ra kiểm đồ đàng hoàng, ưng ý của mấy chị mới trả tiền cho shipper đó. Nhưng mà không phải là mấy chị đặt thí đại bà càng rồi mấy chị lên mở ra rồi không ưng rồi mấy chị mà không nhận thì tội nghiệp cho em nha. Tại vì cái tiền phí ship mà đi rồi về, phí ship hai quận lận, cho nên là em rất là nặng, cho nên là mấy chị cũng phải xem kỹ giùm em rồi mấy chị hả đặt nha. Chứ mà cái cục hàng mấy chị biết không, nhiều khi em gửi rất là xa luôn, gửi tới ngoài miền Bắc, ngoài Hà Nội, ngoài Lạng Sơn, ngoài Hải Phòng, đồ ngoài mấy trăm cây số, người ta phải đem cục hàng tới cho mấy chị á. Shipper nó phải đem từ trong miền Nam này mà đem ra tới cho mấy chị, cái gọi mấy chị không nghe máy ha, mấy chị xem cái mấy chị trả lại thì rất là tội nghiệp cho em. Mà còn chị mấy chị thấy đó, vận chuyển rất là xa luôn, đem mấy trăm cây số mà về cái mấy chị xem cái mấy chị không lấy đó, thì cũng tội nghiệp cho em. Cho nên là mấy chị phải xác định cho kỹ. Đầu tiên là mấy chị xác định cái đồ đó là kiểu gì, mấy chị có ưng hay là không đó. Rồi xong rồi mấy chị ưng cái mẫu đó, mà cái mẫu đó nó là chất vải gì, mấy chị bật được hay là không đó. Rồi kế tiếp đó là cái đồ đó là ống rộng hay là ống túm, mấy chị có thích hay là không. Rồi tiếp theo đó là cái giá tiền này nó có hợp với cái chất liệu đó hay là không, hay là có vừa túi tiền của mình hay là không, thì mấy chị hãy chọn để mấy chị gọi cho em nha. Một khi mấy chị muốn gọi cho em thì mấy chị phải biết kỹ giùm em, chứ đôi khi gặp thì chọn đại rồi cái xong cái cuối cùng cái lưng không muốn lấy thì tội nghiệp cho em. Mấy chị biết phí ship mà một quận đi một quận về là 30.000 một quận như vậy đó, mà hai quận là 60.000. Mà bên công ty nó đâu có bớt cho mình đâu mấy chị, bên công ty vận tải nó đâu có bớt cho mình đâu. Miễn đơn đi thì giao xong thì nó tính một quận, mà miễn mình không lấy là mình trả trở về là nhập vô kho để đem trở về là cho mình, là tính quận 30.000 nữa. Cho nên một đơn mà mấy chị không nhận của em là em phải lỗ 60.000 như vậy đó mấy chị. Cho nên là mấy chị phải xác định kỹ giùm em nha, chứ mà mấy chị lưng chân thì tội nghiệp cho em.
còn lại như chị thì rất là dễ thương luôn. Trời ơi Điệp ơi, đồ chị tới chưa Điệp? Đồ chị có chưa? Sao cho chị trong hoài ngày nay chị không dám đi đâu hết trơn Điệp. Nó rồi nhiều chị nói trời ơi Điệp ơi, chị điện thoại chị bỏ túi chị không dám bỏ ra ngoài nữa, chị đợi đồ lắm. Hay là nhận được đồ rồi à, Điệp ơi đồ vừa lắm Điệp ơi, đồ vừa, em rất là vui rất là mừng mấy chị. Cho nên là mấy chị có cái gì thì mấy chị đóng góp ý kiến cho em ha, rồi mấy chị cho em cái lượt thích được chia sẻ ha, để mà em có động lực ra những cái mẫu tiếp theo như mấy chị. Đồ bên em thì mấy chị biết rồi đó, rất là ok so với cái giá này. Cái giá mà chỉ mà 80.000 một bộ này thì rất là ok luôn. Tại vì mấy chị mà đi ra mà mua giải thôi hoặc là mấy chị may thôi, nó đã là bằng cái tiền em bán sẵn một bộ đồ rồi, mà em còn bao cho mấy chị vừa mặc vừa xem đồ, mặc vừa thử vừa nữa mới nhận hàng nữa. Thì nói chung là cái giá này quá hợp lý. Còn nếu mà để so với cái giá đồ mà 100-200 ngàn một bộ thì không thể so được với mấy chị. Cho nên là mấy chị xác định kỹ giùm em. Để nhiều chị nói trời ơi thôi đồ này bạn thấy nó không đẹp lắm, đồ này kia nó không sang lắm, đồ này kia đúng là như mấy chị nói. Nhưng mà thì cái tiền nào của nấy mấy chị. Đó cái bộ đồ mà để mà 80.000 mà đồ mặc nhà như thế này là quá ok rồi. Chứ đâu phải là đồ mấy chị mà so với 100-200 ngàn mà nó sang nó đẹp nha mấy chị. Cho nên là mấy chị phải xác định kỹ giùm em trước khi mà mấy chị gọi cho em nha. Rồi, rồi để bye mấy chị nha. Hẹn gặp lại video sau nha mấy chị.